là cường quốc quân sự nên trong kho vũ khí Nga có nhiều loại bom, đạn chùm mạnh mẽ và tinh vi, trong đó có bom PBK-500U đờ gieo hay máy khoan. PBK-500U là bom chùm đa năng của Nga. Nó được coi là vũ khí tương đương với tên lửa không đối đất AGM-154 của Mỹ. Nga bắt đầu phát triển bom PBK-500U vào những năm 1990, nhưng đến năm 2016, loại bom này mới được thử nghiệm và đưa vào trang bị. Với hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp hiệu chỉnh vệ tinh, kết hợp với cánh lái dẫn hướng cỡ lớn, tầm hoạt động tối đa của bom PBK-500U vào khoảng 30-50 km với những ưu thế độc đáo. Đúng với tên gọi máy khoan, PBK-500U mang theo 15 bom con cỡ nhỏ SPBEK có khả năng tự xác định mục tiêu. Trong quá trình rơi có kiểm soát, mỗi quả bom con quét mặt đất bằng cảm biến hồng ngoại và radar để tấn công chính xác trên cao xuống. Đặc biệt, bom con có hệ thống phân biệt địch ta nên có thể sử dụng trên chiến trường ra báo phức tạp. Khi phát hiện mục tiêu, SPBEK sẽ phóng ra đầu đạn nặng 1 kg với tốc độ 3000 m/s, đủ sức xuyên giáp thép dày 100 mm. Hướng tấn công từ phía trên sẽ nhằm vào phần nóc xe, nơi có vỏ giáp mỏng và dễ bị bắn thủng nhất. Với đặc thù là bom chùm, PBK-500U trong tương lai có thể được trang bị nhiều loại bom con khác nhau để tăng hiệu quả chiến đấu hỗn hợp. Theo đánh giá của giới chuyên gia quân sự Nga, lợi thế của các loại bom chùm định hướng là có giá thành rẻ hơn so với tên lửa dẫn đường bằng laser trong phạm vi tác chiến. Giá thành rẻ cũng giúp loại bom chùm này dễ dàng sản xuất và sử dụng quy mô lớn. Bom PBK-500U đã được quân đội Nga sử dụng khá thành công ở chiến trường Syria. Còn tại Ukraine, nó có thể là câu trả lời mạnh mẽ và hiệu quả của Nga đối với các loại đạn chùm Mỹ vừa viện trợ cho Kiev.